Sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội đã tiến hành thủ tục bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bà Lan cũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Trung ương đánh giá những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban chấp hành Trung ương Đảng vì thế quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngày 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bà Lan cũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Trung ương đánh giá những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban chấp hành Trung ương Đảng vì thế quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Trước đó, những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, là Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét kết luận tại kỳ họp thứ 38 ngày 18 tháng 3. Theo cơ quan kiểm tra của Đảng, bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Ủy ban kiểm tra trung ương nhận định những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành. Ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên có liên quan. Ngày 18 tháng 3, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 38. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy bà Hoàng Thị Thúy Lan, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành. Vào tháng 1 năm 2004, ông Trần Đức Quận khi đang là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam khi mở rộng điều tra sai phạm liên quan đến siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng Sinh Thái Đại Ninh. Ông Trần Đức Quận bị khởi tố về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngay sau đó ít ngày, vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, tại Hội nghị Trung ương bất thường, Ban chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với ông Trần Đức Quận. Một trường hợp khác ở Lâm Đồng là ông Trần Văn Hiệp. Ông này bị khởi tố bắt tạm giam khi đang đương nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi bị bắt, ông Trần Văn Hiệp đã bị Ban bí thư thi hành kỷ luật khai trừ đảng. Hai trường hợp cán bộ lãnh đạo khác cũng bị khởi tố bắt tạm giam khi đang đương chức là ông Nguyễn Thanh Bình bị bắt khi đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Ông Đỗ Thắng Hải bị bắt khi đang là Thứ trưởng Bộ Công Thương, cũng bị Ban Bí thư khai trừ đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội 13, có trường hợp ông Phạm Xuân Thăng bị khởi tố bắt tạm giam khi đang đương chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đảng đối với ông Thăng bằng hình thức khai trừ. Một nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định 22 qdtvk vào ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, đối với đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật, thì tổ chức Đảng có thẩm quyền chủ động kịp thời kiểm tra kết luận và xem xét xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra kiểm toán. Không cần quyết định cho đảng viên cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét xử lý kỷ luật. Thời gian qua, nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo sau khi bị khởi tố đã bị cơ quan có thẩm quyền của đảng xem xét thi hành kỷ luật ngay, không phải chờ bản án của tòa hay đến giai đoạn truy tố. Ngoài trường hợp bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 tới nay đã có 6 trường hợp từng là ủy viên trung ương đảng vướng lao lý. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1000 NQUBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạm đình chỉ về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trường đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc có hành vi nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Về việc tạm đình chỉ hoặc mất quyền đại biểu Quốc hội, Điều 39 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đó Đại biểu Quốc hội được trở lại thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó hoặc kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, tuyên đại biểu đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự. Đại biểu Quốc hội bị kết tội bằng bản án quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, Bên cạnh đó, luật tổ chức quốc hội năm 2014 cũng quy định rõ về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội. Điều 40 luật này nêu rõ đại biểu quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trong trường hợp quốc hội bãi nhiệm đại biểu quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2 phần 3 tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành. Trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tuy vậy theo luật trên đại biểu quốc hội có quyền miễn trừ cụ thể không được bắt giam giữ khởi tố đại biểu quốc hội khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu quốc hội nếu không có sự đồng ý của quốc hội hoặc trong thời gian quốc hội không họp không có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội việc đề nghị bị bắt giam giữ khởi tố khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu quốc hội thuộc thẩm quyền của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ, vi phạm tội quả tăng thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan tổ chức đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam. Thông tin này được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, vào tối ngày 8 tháng 3. Trước khi Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Lan. Bà hiện là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào chiều cùng ngày về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt và khởi tố với bà Lan có ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Động thái này nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã bị khởi tố tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước